Kính thưa các quý vị khán thính giả, trong không khí cả nước, toàn dân đang đoàn kết chống giặc virus corona chủng mới Sars-CoV-2, để tri ân các chiến sĩ áo trắng và người dân Việt Nam đang kiên cường chống giặc Covid-19, liên đoàn cờ thứ Việt Nam đã sáng tạo ra thế cờ có tên gọi là Covid-19. Các bạn có thể xem trên bàn cờ. Quân cờ của bên đen bao gồm 13 quân tướng hai sĩ một tượng hai xe hai pháo hai mã và ba tốt đại diện cho giặc covid 19 bên đỏ cũng có 13 quân cờ tướng hai sĩ hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã và hai tốt. Quân của bên đỏ được xếp theo hình số 1 và số 9 tạo thành số 19 đại diện cho các chiến sĩ áo trắng và người dân Việt Nam đang kiên cường trên tuyến đầu chống giặc ở giữa bàn cờ có những quân không phải là quân cờ chỉ mang tính biểu tượng không ảnh hưởng đến nước đi của quân cờ đó là hình chữ v tạo bởi năm lá cờ của việt nam và chữ y tạo bởi ba chữ thập đỏ đại diện cho các ngành y tế của việt nam cho các chiến sĩ áo trắng cho người dân việt nam đang trên tuyến đầu chống giặc và như vậy nó tạo thành chữ vi chữ vi cũng còn được hiểu là việt nam nơi sáng tạo ra thế cờ này và như vậy trên mặt bằng của thế cờ chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chữ cô vi 19 và đấy là lý do tại sao liên đoàn cờ tướng việt nam đặt tên thế cờ này là cô vi 19 bên đỏ đi trước và giành thắng lợi có nhiều phương án để đi đến thắng lợi xong tất cả các bạn yêu cờ trên toàn quốc mỗi người đều được quyền gửi một phương án duy nhất theo địa chỉ thư điện tử phương án mà mình tự cho là hay nhất về văn phòng liên đoàn cờ tướng việt nam địa chỉ email là ldct vn 2017 a com Vào ngày bệnh nhân cuối cùng của giai đoạn 2 xuất viện Một ngày sau Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam sẽ bắt đầu chấm giải ba phương án gần đúng nhất với phương án đang được niêm phong lưu giữ tại văn phòng Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam hoặc gần đúng sẽ được trao giải nhất, nhì và ba. Trường hợp có nhiều phương án giống hệt nhau thì theo thứ tự phương án nào về trước thì được xếp giải trên. Rất mong chúng ta cùng chung tay góp sức cùng với các chiến sĩ áo trắng và người dân Việt Nam để tiêu diệt giặc Covid-19 và chúng ta cố gắng để giải bằng được thế cờ này để góp phần chung tay vào việc thắng lợi hoàn toàn giặc Covid-19. Với niềm tin tuyệt đối rằng trong một tương lai gần chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ giành thắng lợi trước giặc Covid-19. Xin chúc các quý vị thành công với lời giải của mình trong những ngày giãn cách xã hội bên gia đình cũng như trong những ngày vào lúc thư giãn chúng ta vừa sản xuất vừa chiến đấu để chống lại giặc Covid-19. Việt Nam cố lên, thể thao Việt Nam cố lên, cờ tướng Việt Nam cố lên. Xin chân thành cảm ơn các quý vị khán thính giả.